Lý do Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh được dân tình đẩy thuyền hơn 7 năm qua. Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh được dân tình ghép đôi từ hồi nên duyên trong Sở Kiều Truyện. Cách đây 7 năm, mỗi khi có tin đồn hẹn hò nổ ra, cả hai đều giữ im lặng, âm thầm ủng hộ dự án mới của đồng nghiệp, không xác nhận chuyện tình cảm. Nhưng thông qua các cuộc phỏng vấn với truyền thông, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đều dành nhiều lời có cánh cho đối phương. Trong một buổi tuyên truyền cách đây không lâu, Lâm Canh Tân từng tặng lồng đèn hình con thỏ cho Triệu Lệ Dĩnh. Lúc đó, cả hai đang đứng trên sân khấu, tập trung quảng bá phim mới giữa hàng nghìn khán giả. Khi nhận được tín hiệu từ Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh đưa tay đón lấy món quà, với ánh mắt lấp lánh, gương mặt rạng rỡ. Món quà mà Lâm Canh Tân tặng cho Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và khán giả. Dù đây chỉ là món quà tinh thần, giá trị không cao, nhưng nó được xem là tín vật tình bạn giữa cặp đôi giữ phượng hành. Lồng đèn con thỏ dễ dàng được tìm mua ở bất cứ đâu, khán giả cũng đổ xô đi mua để giống cùng thần tượng. Giữ phượng hành vừa lên sóng đã tạo nên sự bùng nổ khắp các mạng xã hội, chỉ số truyền thông, lượng thảo luận, lượt xem đều đứng đầu trong các phim phát sóng cùng thời điểm. Nhân vật Hành chỉ do Lâm Canh Tân thủ vai được yêu thích, nhờ tình yêu chung thủy với Bích Thương Vương Thẩm Ly, Lâm Canh Tân được khen ngợi khi thể hiện được khí chất thần tiên cao lớn hùng vĩ, sức mạnh dữ dội. Bên cạnh đó, tương tác giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh ngọt ngào, nổi tiếng với Sở Kiều Truyện. Nhưng sau đó sự nghiệp của Lâm Canh Tân không mấy khởi sắc, anh từng đóng vai Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, Mối Tình Ngoại Truyện 2 của Châu Tinh Trì, nhưng bị chê vì diễn kém duyên. Từ đó, Lâm Canh Tân không còn nhận được các dự án điện ảnh. Đồng thời, phim truyền hình của nam diễn viên cũng không thành công. Trong nhiều năm qua, nam diễn viên tham gia các bộ phim truyền hình như Buổi Gặp Gỡ Đầu Tiên, Phút Chia Ly Cuối Cùng, Nữ Hoàng Mặt Cả Của Tôi, Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám Đốc, nhưng đều không thành công, thành tích bết bát. Do đó, màn tái hợp với Triệu Lệ Dĩnh tại Giữ Phượng Hành đã cứu vãn sự nghiệp của Lâm Canh Tân. Bảng xếp hạng phim Trung phá 1 tỷ view trên Tiểu Hồng Thư, Triệu Lộ Tư hạng 4, Dương Tử và Bạch Lộc lỡ ngôi đầu. Danh sách những bộ phim Hoa ngữ lên sóng năm 2023 phá 1 tỷ lượt xem trên Tiểu Hồng Thư, tính đến ngày 13 tháng 4, vừa được cập nhật mới đây đang thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng netizen. Góp mặt trong bảng xếp hạng đều là những tác phẩm vô cùng quen thuộc với mọt phim, điển hình như Cuồng Phong, Trường Nguyệt Tẩn Minh, Trường Tương Tư, Vụng Trộm Không Thể Giấu. Cuồng Phong là siêu phẩm quốc dân màn ảnh Hoa ngữ lên sóng năm 2023, với sự tham gia diễn xuất của Trương Dịch, Trương Tụng Văn, Lý Nhất Đồng, dẫn đầu bảng xếp hạng với tổng lượt view là 6,02 tỷ, vượt trội hơn hẳn Trường Nguyệt Tẩn Minh do La Vân Hy và Bạch Lộc chủ diễn đang đứng ở hạng 2, sở hữu 4,5 tỷ view, và Trường Tương Tư do Dương Tử làm nữ chủ, xếp hạng 3, với 3,81 tỷ view. Trường Nguyệt Tẩn Minh và Trường Tương Tư đều là những dự án được công nhận bạo khoảng năm 2023. Tuy nhiên, so về sức ảnh hưởng và tiếng vang, thì quả thực khó lòng bì kịp với Cuồng Phong. Vụng Trộm Không Thể Giấu và Vân Chi Vũ lần lượt xếp hạng 4 và 5 trong danh sách. Vụng Trộm Không Thể Giấu đánh dấu màn hợp tác giữa Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ. Thời điểm mới lên sóng, phim từng vướng phải khá nhiều tranh cãi cũng như phản đối từ khán giả, bởi diễn viên không phù hợp với thiết lập nhân vật, song mọi thứ đã đảo chiều hoàn toàn. Sau khi những tập đầu tiên của Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng, phim không chỉ được khán giả đón nhận nồng nhiệt, dành nhiều lời khen ngợi mà sự nghiệp của các diễn viên tham gia từ Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, cho đến nam phụ Mã Bá Khiên, người đảm nhận vai Tang Diên, cũng thăng hạng thấy rõ. Vân Chi Vũ là bộ phim thứ hai Ngô Thư Hân và Trương Lăng Hách hợp tác, kể từ siêu phẩm 2022 là Thương Lan Quyết. Dẫu vậy, phim được nhận xét không đạt được kỳ vọng của khán giả, còn vướng phải nhiều lùm xùm, drama như nâng phụ đạp chính của đạo diễn, nhân vật chính bị cắt nhiều cảnh quay quan trọng. Bên cạnh những tác phẩm kể trên, trong danh sách còn có sự xuất hiện của Đi Đến Nơi Có Gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện, Ninh An Như Mộng của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách, Liên Hoa Lâu của Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy, Nhất Niệm Quang Sơn của Lưu Thi Thi và Lưu Vũ Ninh. Trong đó, cả ba phim lên sóng năm 2023 của Bạch Lộc là Trường Nguyệt Tẩn Minh, Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng, đều lọt top phim phá 1 tỷ view trên Tiểu Hồng Thư. Tình Đầu Quốc Dân Chương Nhược Nam và Nghị Lực Vượt Khó Đáng Nể, chinh phục khán giả nhờ nhan sắc và tài năng. Chương Nhược Nam, sinh năm 1996, ban đầu cô được biết đến là một người mẫu ảnh. Năm 2018,
Chương Nhược Nam chính thức xuất hiện với vai trò diễn viên trong bộ phim điện ảnh Thanh Xuân Vườn Trường Bi Thương Ngược Thành Dòng Sông của đạo diễn Lạc Lạc. Cô vào vai phụ Cố Sâm Tương, người đẹp nhận được nhiều danh xưng như nữ thần Thanh Xuân, tình đầu quốc dân, nàng thơ mới hay thần tiên tỷ tỷ của thế hệ mới ở Trung Quốc. Nhưng ít ai biết cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn tại vùng Ôn Châu Trung Quốc. Nữ diễn viên chia sẻ, bố mẹ cô làm kinh doanh nhỏ, nhưng do có đến 4 người con nên kinh tế không khá giả mấy. Chương Nhược Nam là chị cả, sau cô còn 2 em gái và 1 em trai, do vậy, cô phải gánh vác kinh tế, phụ giúp bố mẹ lo cho các em. Khi học tại Đại học Điện tử Hàng Châu, cô phải vừa học vừa làm để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Nhờ nhan sắc xinh đẹp, cô được bạn bè giới thiệu làm mẫu ảnh cho các cửa hàng quần áo. Dù gánh vác kinh tế, nhưng Chương Nhược Nam lại không được gia đình xem trọng. Trong chương trình đưa 100 cô gái về nhà, cô cho biết, quê nhà vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ, và bố mẹ cô cũng không ngoại lệ. Cụ thể, chữ Nam trong tên của Chương Nhược Nam có nghĩa là nam giới. Thậm chí, sau khi sinh 3 cô con gái đầu lòng, bố mẹ cô vẫn mong mỏi có con trai. Không chỉ vậy, cô còn tiết lộ, mỗi lần về nhà ăn Tết, cô đều bị bố mẹ giục đi xem mắt và kết hôn. Theo quan niệm địa phương, con gái cần phải lập gia đình sớm. Chương Nhược Nam nghẹn ngào chia sẻ, trở thành diễn viên đã thay đổi số phận cô. Nếu không bước vào giới giải trí, có thể cô đã giống như các em gái, kết hôn và lập gia đình theo mong muốn của bố mẹ. Không chỉ thu hút sự chú ý khán giả bởi nhan sắc tinh khôi, nét đẹp trong trẻo như sương mai, mà Chương Nhược Nam còn gây ấn tượng bởi khả năng diễn xuất tinh tế. Năm 2021, bộ phim điện ảnh Hôn Lễ Của Em do Chương Nhược Nam và Hứa Quang Hán đóng chính, khuynh đảo phòng vé Trung Quốc. Phim có chủ đề mối tình đầu, tình yêu thời thanh xuân tươi đẹp nhưng đầy tiếc nuối. Hôn Lễ Của Em đạt mức doanh thu hơn 800 triệu nhân dân tệ, gần 2,6 nghìn tỷ đồng. Cũng nhờ tác phẩm này, Chương Nhược Nam gặt hái danh hiệu người tình trong mộng của mọi chàng trai Trung Quốc, nữ thần quốc dân thế hệ mới. Tờ Sina News nhận xét, điểm đặc biệt nhất của Chương Nhược Nam là đem lại cho người xem cảm giác thoải mái, nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống và khả năng đồng cảm với khán giả. Dự án mới nhất của Chương Nhược Nam là bộ phim Khó Dỗ Dành, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Trúc Dĩ. Ngay từ ngày đầu khởi quay, nữ diễn viên nhận nhiều lời khen về khí chất xinh đẹp, dịu dàng phù hợp với nhân vật Ôn Dĩ Phàm trong tiểu thuyết. Khó Dỗ Dành được kỳ vọng sẽ giúp sự nghiệp diễn xuất của Chương Nhược Nam lên tầm cao mới. Về nội dung, Khó Dỗ Dành kể về chuyện tình của cô nàng phóng viên xinh đẹp Ôn Dĩ Phàm và chàng chủ quán ba Tan Diên, anh trai của nhân vật Tan Trĩ. Vì là tác phẩm nối tiếp của Vụng Trộm Không Thể Giấu, nên Khó Dỗ Dành dễ dàng tạo sức hút với khán giả. Chính vì thế, đây được xem là điểm cộng lớn cho nữ diễn viên. Vắng bà xã Thư Kỳ, ông xã Phùng Đức Luân xuất hiện tình tứ bên Angelababy tại thảm đỏ. Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông là sự kiện thường niên dành cho các cá nhân và các bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất năm. Lễ trao giải năm nay diễn ra vào ngày 14 tháng 4 tại Trung tâm Văn hóa Hồng Kông ở Cửu Long. Đặc biệt, Angelababy gây chú ý khi nữ diễn viên tự tin khoe sắc vóc trong bộ đầm bó 3D, mô phỏng những con sóng, khi dự giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 42. Đồng thời, nữ diễn viên cùng đạo diễn Phùng Đức Luân, chồng diễn viên Thư Kỳ, cùng nhau đi thảm đỏ. Gần đây Angelababy kết thúc 4 tháng bị trừng phạt, án phạt cấm sóng của Angelababy chấm dứt vào đầu tháng 2, và nữ diễn viên trở lại hoạt động nghệ thuật mà không gặp bất kỳ hạn chế nào. Tháng 9 vừa rồi, Angelababy được cho là có mặt tại buổi diễn của Lisa, thành viên Blackpink, tại câu lạc bộ thoát y Crazy Hour ở Paris. Hành động tới xem buổi diễn thoát y được cho là ủng hộ văn hóa phẩm đồi trụy, đi ngược thuần phong mỹ tục ở Trung Quốc. Do vậy, nữ diễn viên đối mặt với làn sóng chỉ trích của khán giả Trung Quốc. Dù phía câu lạc bộ thoát y Crazy Hour phủ nhận thông tin Angelababy tới xem buổi diễn của Lisa, khán giả Trung Quốc vẫn không buông tha cho cô. Nữ diễn viên cũng phải hứng chịu những hình phạt từ cơ quan quản lý. Tài khoản cá nhân của Angelababy trên mạng xã hội Weibo bị cấm phát ngôn từ tháng 10 năm 2023. Người dùng không thể bấm theo dõi Angelababy trên trang cá nhân và họ cũng không thể gửi tin nhắn cho nữ diễn viên. Theo một số nguồn tin, nữ diễn viên được cho là nhờ cậy chồng cũ giúp đỡ. Song, Huỳnh Hiểu Minh không phản hồi thông tin này. Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng là cặp vợ chồng nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc. Họ kết hôn vào năm 2015, có một con trai chung và xác nhận ly hôn vào đầu năm 2022. Sau khi chia tay, hai người nhanh chóng vạch những giới hạn trong công việc. Họ xóa hình ảnh, thông tin liên quan tới đối phương trên trang cá nhân và cắt đứt mọi ràng buộc về công việc, tài chính.
mối quan tâm chung của hai người là con trai. Trong thời điểm bị cấm sống tại Trung Quốc, Angelababy tìm kiếm cơ hội hoạt động ở thị trường quốc tế. Cô nhận lời tham gia các sự kiện quốc tế nhiều hơn. Thậm chí, 4 tác phẩm đang chờ lên sóng và hoàn tất của Angelababy gồm Mạn Ảnh Tầm Tung, Tương Tư Lệnh, Thái Cực 3, Đỉnh Cao Trong Tầm Mắt, Ánh Sáng Thời Đại, đều chưa thông báo ngày ra mắt chính thức. Khán giả lo lắng, ồn ào cá nhân của mỹ nhân 8X khiến các bộ phim phải đắp chiếu vô thời hạn. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.